Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái clip là đổ cái ngói cái gì của mái ngói nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Thì ở đây là mình đã ấy vui mẹ xong chân rồi, bây giờ mình cũng chuẩn bị mình đổ cái ghìa này nha. Đổ đổ luôn đi mà. Ghìa. Đó, đang đổ nè, đây mình cũng đóng dòng lên đó là đằng trước luôn nha, theo cái cột cho nó như một cái ghìa ngói bên đây. Đó. Đó. Dẻo quá nó dính chứ sao, mình đổ hồ đây nó cũng dẻo ngang của chú bài rồi. Bài bài trên kia rồi thì mẹ luôn đi ra ngoài luôn đi, hút luôn á, hút tay bỏ vô luôn rồi. Rồi sẵn đổ luôn, luôn cái xô đó luôn. Thì đây mình đổ được không? Đây. Mình đổ cái hồ này nó cho nó dẻo nha cô chú anh chị các bạn. Rồi ở trên đường đạ này mình có gắt một lớp xi măng rồi nè. Tiếng nghiến cái xô cái vậy đó. Hồ đây nó dẻo dẻo chứ đừng đổ hồ lỏng quá là nó sẽ chảy ra ngoài hết trơn nha. Nó sẽ tụt ở trên nó tụt xuống. Lát nó kêu chuyện cái bài dưới lên đừng ấy có gì nào vét bớt cái. Rồi được rồi được rồi. Dỗ hồi cái nó ấy luôn à. Chạy tè le đen luôn. Đây dài trên trời. Thì mình sẽ đổ bên đây xong rồi mình sẽ qua bên kia mình đóng cái bờ bên kia. Cái máy bên kia là mình chưa có đóng ngang của chú anh chị các bạn, thì mình đổ bên đây xong. Thì hôm qua mình có đóng rồi nhưng mình nắng quá mình không có quay lại. Thì hôm nay mình sẽ đổ rồi bên kia mình sẽ đổ xong bên đây rồi bên kia mình gắp vô mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị các bạn xem. Rồi cô chú anh chị và các bạn xem mình đổ cái ghìa máy này nha.
Đây mình đã đổ rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Do điện thoại mình quay ở ngoài trời á, nó nắng quá, nó nóng sẽ tắt màn hình nha. Thì đây mình đổ đã xong rồi, qua mặt rồi hết luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Dòng tới trước luôn nha cô chú anh chị, coi xem các bạn có xem có cái gì bình đẳng bên dưới cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm để đổ được cái ghìa này tốt hơn nữa nha. Rồi, mình tạm ngưng máy nha. Rồi thì mình sắp giờ cũng ngưng cái phần đổ bên kia ngang cô chú anh chị, mình đã khép dán bờ bên đây rồi nè. Quá trời mưa thì mưa cũng dữ mà giờ cũng nắng dữ lắm nha cả nhà. Chú anh chị và các bạn thấy không? Đây mình đã khép xong. Đây kẻ mình buộc lên nha. Này cái lỗ này nữa lát nó nhém lại. Đây là bề ngoài nè nha. Nó mình đổ xong rồi mình quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem lần nữa nha. Rồi thì mình đã đổ xong cái ghìa ngang cô chú anh chị và các bạn, cũng vệ sinh rồi luôn. Hai bên như nhau luôn nha. Thì ở đây mình đổ cái ghìa này thì nó sẽ bằng với cái mè này nha. Rồi ngói mình sẽ lập lên đây ra khúc này. Đó, đây được như bên đó nha. Đây, còn đây là máy trước nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, ở bên bển như bên đây như nhau. Mình đổ rồi thì mình cho cô chú anh chị và các bạn xem bên đây luôn. Đây thì mình đổ vừa xong là mình phải vệ sinh luôn nha cô chú anh chị, để thôi hồ nó dướng ở trên những cái này nè, là nữa mình úp miếng ngói vô là hơi khó nha. Mình đổ xong là vệ sinh sạch luôn, lấy dầu lau mình chùi sạch luôn từ trên xuống dưới đó. Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái mà để cách đổ mà ghìa của cái máy ngói xưa cũng như bên đó mình cũng làm cũng như bên đây. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị là các bạn đã xem kênh và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mình cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi, mình bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo. Thì ngày mai mình sẽ lợp hết cái ngói này, mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem tiếp nha. Rồi, mình cũng bye bye. Chào cô chú anh chị và các bạn nha.